Và đây là món lemon lime bitter. Hi, chào mừng các bạn quay trở lại với Jack in Channel. Mình là Jack. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái món hơi khác khác một xíu ha. Món này thì thật ra nó chỉ là một cái món mix đơn giản thôi. Nói nó là mocktail thì cũng đúng, tại vì nó cũng có nồng độ cồn ở trong đó, và nó là cocktail thì cũng không phải, tại vì nó kiểu nó không có rượu nhiều ở trong đó. Món này mang tên là lemon lime bitter, thì nghe tên thì các bạn cũng có thể biết được là nó như thế nào rồi ha. Nó gồm có chanh xanh, chanh vàng, lemon and lime. Bitter thì chúng ta sẽ sử dụng là Angostura bitter, rồi sau đó thì chúng ta sẽ top up với lại lemonade. Các bạn có thể sử dụng bảy up hay là Sprite, thì hoặc là lemon squash. Lemon squash là một cái dạng giống như soft drink luôn, nhưng mà nó cũng giống như lemonade luôn, nhưng mà nó chua hơn, và nó khá là phổ biến ở những cái nước ví dụ như nước Úc. Và đây là một trong những cái món rất nổi tiếng và phổ biến ở bên Úc luôn nha các bạn. Năm 2018, ở trên một cái trang báo của ABC News đã gọi cái món này là National Drinks of Australian National Drink, tức là một cái món quốc dân, một cái ấn thức uống quốc dân của nước Úc. Ok, bắt đầu pha thôi. Nhớ like và subscribe nha. Rồi, về nguyên liệu thì mình đã giới thiệu cho các bạn ở mới nãy rồi ha. Angostura bitter, lemonade, Sprite, rồi lime and lemon. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ bắt đầu pha thôi. Đầu tiên thì mình sẽ cần Angostura bitter, thì mình sẽ bỏ một ít đá vô đây nha. Để bỏ một ít đá vô ly. Rồi sau đó thì mình sẽ rảy Angostura bitter vòng quanh cái ly như thế này. Rồi khoảng 4-5 dash gì đó nha các bạn. Rồi sau đó thì mình sẽ nặn một miếng chanh xanh vào. Rồi bỏ thẳng vào trong ly luôn. Rồi sau đó là một cái miếng chanh vàng. Rồi để lấy mùi vị. Rồi cứ để vô đây. Sẽ cho thêm đá nha. Rồi, đơn giản là mình sẽ top up với lại lemonade thôi. Khuấy nó lên một xíu nha. Ok. Và mình sẽ cho thêm đá vào. Và mình sẽ trang trí thôi. Mình sẽ trang trí nó với lại một cái lát lemon. Và cái này thì không bắt buộc, nhưng mà mình có thể trang trí thêm một ít lá thyme để mà cho nó thơm. Vậy thôi. Rồi, beautiful. Và đây là món lemon lime bitter. Ok, giờ mình sẽ uống thử nó nha. Rồi, rất là thích luôn. Cái món này thì mình biết cái hồi mà mình mới vừa làm ở bên Úc á bạn, thì mình biết về cái món này. Thật ra là tại cái món này nó không có phổ biến ở Việt Nam, cho nên là khi mà người ta order lemon lime bitter, khi mà mình vô quầy bar làm á, người ta order thì mình không biết được, và mình hỏi mấy bạn bartender ở đó thì các bạn chỉ cho mình làm món này rất là đơn giản luôn mà rất là ngon luôn. Ví dụ mà những bạn nào thích nặng hơn một xíu á, thì thông thường người ta sẽ bỏ thêm vodka, và người ta sẽ gọi đó là vodka lemon lime bitter. Ok. Trời ơi, beautiful. Rất là ngon luôn. Rất là ngon. Nó sẽ có nồng độ cồn nhẹ nhẹ một xíu. Nó là 44,7 độ. Chai này 44,7 độ. Tại vì mình bỏ khoảng 4 dash thôi thì nó không... Thật ra là nó không có quá nhiều. Và nó rất là thơm. Cái mùi của lemonade, cái mùi của chanh. Hai cái loại chanh với nhau. Và cái mùi Angostura là cái key, là cái thành phần quan trọng nhất của cái món này. Nó tạo lên cái mùi thảo mộc rất là thơm. Cái mùi thảo mộc rất là thơm kết hợp với lại cái mùi của lemonade.
và cái vị đắng đó nó cái vị đắng của bitter nó làm cho giảm bớt đi cái độ ngọt của lemonade, và cái vị chua nó cũng làm giảm bớt đi cái ngọt của lemonade, nên là uống cái này rất là dễ chịu đúng không bạn? Rất là ngon. Nếu thích thì cứ bỏ vodka vô uống đi nha, dễ xài lắm á. Và đây là món lemon lime bitter. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi đến từ bây giờ. Nhớ nhấn like và subscribe để theo dõi mình, đồng thời là theo dõi cái chuỗi video mình đang làm nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Bye bye.